17. Hả? Đại sư à, tôi và Tiểu Tiết Ca muốn theo thầy học võ công đó. Đương nhiên là được rồi. Chờ sau khi tôi tìm được Thiếu Lâm Tự, tôi ở đó quần pháp. Thời gian còn lại, tôi sẽ dạy võ công cho hai cậu. Ca ca. Cảm ơn đại sư. Cảm ơn đại sư. Dạ, không cần, cảm ơn đại sư. Đứng dậy đi. Cảm ơn đại sư. Ý, hình như bên kia đang cháy. Chuyện này là sao vậy? Đâu đều cháy sáng hết. Phải có nguyên do thôi. Nơi phát quả hình như là hoàng cung. Chúng ta qua đó coi. Thôi được. Bỏ phát quả đứng lại. Đây, các người làm gì vậy? Thì ra là ngươi. Đặt ba, các người thật to gan. Càng gì dám phóng quả ngay bức tường rào của hoàng cung. Thế vậy, chúng ta thấy bên đây bốc cháy, cho nên nó qua đây phụ giúp thôi. Đúng vậy. Các người nghe thấy chưa? Họ muốn chữa cháy. Đúng là buồn cười. Cho dù các người muốn gạt người ta thì cũng nên nói sao cho được. Không lẽ biết bao nhiêu người ở đây đều là mù hết hay sao? Đại sư, đừng nói chuyện với họ nữa. Chúng ta đi thôi. Đi à? Ta thả các người hay sao? Làm sao ta có thể bàn giao với quốc sư? Bắt họ. Bọn người như các người á, vậy mà muốn đến gần đại sư à? Đừng nghe nhất kỹ. Không được để tay dính ra chưa? Dạ, nghe rõ rồi. Ra võ công của họ để tinh thâm vậy. Chúng ta còn ra không hay biết gì cả. Tôi cần phải nhanh chóng hồi báo với công chúa. Tiểu Tinh, chúng ta đi. Thuộc hạ lập tức đuổi theo họ. Chính bác nhìn thấy Đạt Ba và hai tên đệ tử của hắn từ hiện trường chạy ra ngoài thành, cho nên mới xông tới bắt họ. Thật không ngờ Đạt Ba và hai tên đệ tử của hắn ngang nhiên lại có võ công thượng thừa. Thuộc hạ đáng chết. Về chuyện này tôi không trách cậu. Rất có thể cậu đã nhìn lầm. Có lẽ Đạt Ma vốn không ở trong thành. Tại vì cho đến giờ ta cũng không hiểu tại sao hắn phải làm chuyện như vậy. Muốn ngăn chặn hoàng thượng tuần hành Thiếu Lâm Tự à, cũng không thể nào được. Thiếu Khâu, đệ tử có. Lon giá của hoàng thượng đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Trên đường đi sẽ có biến hóa. Tại vì ta muốn mượn cơ hội lần này để tìm cho ra thật ra ai đang chống đối với chúng ta. Thì Vũ, cậu hãy nhớ lấy. Nếu như có người dám giả dạng chúng ta để đối phó với Đạt Ma, đương nhiên cũng có thể giả dạng Đạt Ma để đối phó với chúng ta. Theo ta phán đoán, cơn lửa tối qua chắc chắn là vì muốn dụ các người ra ngoài thành để tăng thêm sự đối lập của đôi bên. Giữa chúng ta và Đạt Ma tuy không thể chấp nhận nhau, nhưng mà tuyệt đối không thể vì vậy mà bị người ta lợi dụng. Nhưng mà sau này chúng ta muốn làm gì cũng khó hơn. Quốc sư, đối với kẻ địch mà chúng ta không nhìn thấy, làm sao mà tác chiến được? Cậu yên tâm đi, rồi đây mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Hai người đi đi. Dạ, dạ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại chuyện như vậy? TV. Thuộc hạ không dám nói bậy. Thú thật là võ công của Đạt Ma và hai tên đệ tử của hắn rất cao. Lúc họ giết chết Quyền Trinh, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Vì muốn làm cho Đạt Ma và Lưu Chi đối kháng, cho nên không có thời gian để điều tra. Bây giờ cho thấy, ta nhất định phải tìm hiểu rõ sự việc này. Có biết chị núi này tên là gì? Hãy tìm ai đó để hỏi thăm đi. Ở đây rất yên tĩnh. Đại sư à, chúng ta qua bên kia hỏi thăm gì đại ca kia. Đại ca, cho tôi hỏi thăm, nơi này là nơi nào vậy? À, phía trước đây là núi Thiếu Thất. À, đúng vậy. Đại sư à, đã tìm được rồi. Đại sư phụ, mấy thầy đến đây tìm tượng miếu xin ở nhờ à? A Di Đà Phật. Xin hỏi thí chủ, trên núi có ngôi Thiếu Lâm Tự không? À, có. À, nhưng mà hôm nay các vị không thể đến đó. Nghe nói là hoàng thượng sẽ đến đó cúng bái. Từ chân núi đến đỉnh núi đều có người canh giữ. Theo tôi thấy á, chắc mấy vị đại sư phụ cũng đã mệt rồi. Hay là mấy thầy đến phía trước tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho khỏe. Không ai để cho cận vệ của hoàng thượng bắt gặp sẽ mang lại phiền phức cho chúng tôi đó. Tại sao hoàng thượng lại đến nơi xa xôi như vậy để cúng bái? Từ đây đến kinh thành có xa lắm hay không? Chuyện đó chúng tôi không rõ. Nói chung là hoàng thượng nói thì đến, còn phái người đến đây bố trí mọi việc. Cho nên hôm nay chúng tôi ra đồng sớm hơn. Chờ thánh giá của hoàng thượng đến, chúng tôi phải về nhà cho sớm để tránh phiền phức.
Cũng được, chúng ta tìm chỗ để nghỉ ngơi đi, đừng làm cho dân làng khó xử. Thí chủ, gần đây có chỗ nào để cho chúng tôi nghỉ ngơi không? Cách đây không xa có một ngôi nhà đất, mùa hè chúng tôi dùng để gác ruộng, nói chung là hiện giờ bỏ trống. Ngoài ra còn cách xa đường cái, nhưng mà trong nhà thì hơi dơ bẩn, sợ thiệt thòi cho các vị đại sư phụ. Người xuất gia không nên có lòng chê bai, chỉ cần có thể dưng thân ngồi thiền thì là thiên đường rồi. Thí chủ, cảm phiền thí chủ dẫn đường. Mấy thầy đi theo tôi. Đại sư phụ, mấy thầy ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi vào trong làng để lấy lương thực và nước uống mang đến đây. Làng này nghèo lắm, mong các thầy thông cảm cho. Xin đừng nói vậy, mọi chuyện chỉ cần đơn giản là hơn, không nên quá làm phiền. Không phiền đâu, mấy thầy ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nên để cho dân làng bắt gặp được. Tôi đi nha. Đại sư à, tôi thấy người này hình như có điều gì không ổn á. Tôi cảm thấy không có chuyện gì đâu. Thôi đi, thôi đi, dân quê mùa không chu đáo như vậy đâu. Nè, quan cháo đi. Để tôi phụ một tay. Diễm Diễm, cô ăn cháo trước đi, tôi mang nước ra ngoài được. Không cần, không cần, để tôi. Hai cô ăn nóng đi, ăn nóng cho ngon miệng nghe. Thôi được, cảm ơn đại tẩu. Tiểu Thi, đây. Đại tẩu. Tỉ qua đây một lát. Hả? Chuyện gì vậy? Tôi cho tỉ hay, vừa rồi tôi thấy đại ca dẫn theo ba người đi ra khỏi làng, trong đó có một người là hòa thượng. Liệu có phải là Đạt Mai không? Chúng ta có cần vô nói với tiểu thiền tỉ nghe không? Không được đâu, Diễm Diễm cô nương đã dặn, phải nói cho cổ nghe trước. Đại ca của cô nói nhất định phải nghe lời Diễm Diễm, cổ đại diện cho quốc sư đó. Thôi được, vậy tỉ tìm cách nói cho Diễm Diễm tỉ nghe nha. Tẩu tẩu à, chuyện này tôi cũng không biết là phước hay là quà nữa, chúng ta không thể để mắc lừa được. Chẳng lẽ tỉ quên rồi hay sao? Hôm đó đi cúng, quốc sư đối xử với tiểu thiền tỉ thật tốt, chúng ta cũng quên hỏi thăm tại sao quốc sư lại gửi tiểu thiền tỉ cho gia đình chúng ta vậy chứ. Thật ra đại ca tôi biết được bao nhiêu trong chuyện này, nên xử lý thế nào đây? Tẩu tẩu à. Trời ơi, được rồi, được rồi, chờ đại ca của cô trở về rồi nói đi, tôi cũng không có biết rõ nữa. Cho dù là Diễm Diễm, cô cũng không dám cãi lời quốc sư. Nè, để tôi. Để tôi mà, Diễm Diễm, à. Để tôi dọn cho. Nè, tẩu tẩu, để tôi. Đi mau. Tiểu thiền tỉ à, tôi ra bờ sông giặt vũ nè, cô có đi chung với tôi không? Đi chứ. Diễm Diễm à, cô có quần áo dơ không? Tôi không đi đâu, tôi có việc đi theo Đinh Tẩu một chút. Thôi được, vậy chúng ta đi. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Diễm Diễm cô nương, có lẽ chồng tôi đã gặp được bọn người của Đạt Ma. Chồng tôi làm theo lời dặn của cô, đưa họ ra khỏi làng rồi. Vậy à, tại sao họ đến sớm như vậy? Quốc sư vẫn chưa dặn dò mình phải làm như thế nào mà. Vậy mình tính sao đây? Tôi sẽ quay về hỏi quốc sư ngay, tôi sẽ tranh thủ trở về đây. Đinh Tẩu, chắc tỷ cũng biết quốc sư có ấn tượng tốt đối với tiểu thiền, định nhận cổ làm đệ tử, cho nên mới rộng lòng tha thứ cho Đạt Ma. Hiện nay nên làm như thế nào quốc sư vẫn chưa có chỉ thị gì cả, cho nên tỷ phải ráng giữ chân của Đạt Ma. Tôi sẽ trở về ngay. Diễm Diễm cô nương, cô nhớ tranh thủ về sớm, tôi sợ tên Đạt Ma đại sư đó chưa chắc đã chịu ở lại đây đâu. Tôi sẽ tranh thủ về sớm mà, tỷ yên tâm đi. Cẩn thận nghe. Tiểu Ngưu. Cha. Cha đang tìm con đây. Cha, cha tìm con có chuyện gì vậy? Có phải con đã gặp Đạt Ma hay không? Có phải con đã lừa họ ra khỏi làng hay không? Trời ơi cha, cha đừng có nôn nóng. Con có gặp được ba người đó, trong đó có một người giống y như là Đạt Ma mà họ nói, nhưng mà con không có hỏi họ. Con nghĩ là... Con không cần suy nghĩ cái gì cả, con hãy mau đưa họ đến một nơi nào đó thật an toàn đi. Vợ của con đó đã mang chuyện này nói cho cô gái tên là Diễm Diễm biết rồi. Tại sao vợ con lại nhiều chuyện như vậy chứ? Không chỉ riêng vợ của con, và còn có Hoa nữa. Bây giờ không còn thời gian để hỏi rõ mọi chuyện nữa. Con nhanh chóng đưa họ tới chỗ an toàn rồi hãy tính sao. Như vậy, vậy phải chuyển họ đến chỗ nào? Bây giờ Diễm Diễm cô nương đã biết tin, xem như là... Cha, hay là cứ giao họ cho Diễm Diễm xử lý thì được rồi. Tiểu Ngưu à, con phải nhớ rằng cựu phương trưởng của chùa Thiếu Lâm từng nói cho làng chúng ta biết là thầy ấy nói là năm nay là năm đại hung, nếu như Đạt Ma Thánh Tăng có thể tới đây chúng ta sẽ tay qua nạn khỏi. Còn nếu nhưng mà chúng ta không nên đụng chạm với quốc sư. Đúng ra trong lòng con cảm thấy rất vui tại vì mình làm xong trách nhiệm. Hay là chúng ta cứ giấu quốc sư đi. Diễm Diễm cô nương. Cha, cha, cha ơi, cha, cha.
cha, 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 cha tỉnh dậy đi. Ông ta là quá già rồi. Đinh Lương, một ngày ông ta còn sống thì ngươi đừng mong có con. Đây là số mạng của gia đình ngươi. Ông ta chẳng nghĩ gì đến quốc sư. Cho dù hôm nay ta không trừng phạt ông ta, sau này sẽ mang lại sự phước lớn cho ngươi. Bây giờ ngươi gạt được Đạt Ma ra đường cái. Lát nữa quốc sư và ngự giá sẽ đi ngang. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ xử lý sao với người nhà của ngươi. Chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Đạt Ma đại sư, thầy đang gặp nguy hiểm. Sẽ có người đến đây để hại thầy đó. A-di-đà Phật, Bần Tăng là tà lão trường đã chỉ dạy. Bần Tăng lập tức rời khỏi đây. Đi bộ, đi bộ. Gì đi? Tiểu Tứ, Tiểu Tứ à, gì đi? Chúng ta mau rời khỏi đây, đi lên. Đại sư à, có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên phải rời khỏi đây vậy? Vừa rồi trong lòng của tôi có một điềm báo. Chúng ta ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tạm thời phải đi khỏi đây. Qua đến trước Tiểu Bửu đi. Đại sư, tôi đã đến trễ. Thí chủ, mặt cậu tỏ ra đau đớn. Tôi không sao. Các vị hãy dùng chút lương khô với trà nóng đi. Thí chủ, theo tôi thấy chắc là cậu đã gặp phải chuyện đau đớn vô cùng. Cậu cứ nói cho chúng tôi nghe, có chúng tôi có giúp được gì cho cậu không? Tôi không sao đâu, đại sư à. Thầy đừng đoán mò nữa. Các vị muốn đi khỏi đây chứ gì? Vậy tôi sẽ dẫn các vị ra đường cái, sẽ an toàn hơn. Chính quyền đã nói là hoàng thượng sẽ đi ngang qua đó kia mà, tại sao lại kêu chúng tôi đi ngang qua đường cái? Hoàng thượng đi qua rồi. Thật mà, tôi không gạt các vị đâu. Chúng ta đi thôi. Thí chủ, cậu là một nông dân hiền lương, cậu có thể cho chúng tôi biết thật là do ai phái cậu đến để gạt chúng tôi không? Chuyện này thật ra là sao? Nói chung là tôi không biết. Nếu như các vị không đi á, vậy tôi đi. Nè, khoan đã, khoan đã. Thí chủ à, thí chủ, Quỳnh muốn đi á. Muốn đi phải không? Thôi cũng được, vậy chúng tôi sẽ ở lại đây. Quỳnh không cần lo cho chúng tôi. Không được đâu. Tôi cho các vị biết, tôi lấy lại căn nhà không cho các vị ở nữa. Đại sư mau đi khỏi đây đi. Trời ơi, thật ra Quỳnh đang gặp chuyện khó xử gì đây, phải nói cho chúng tôi biết chứ. Đúng rồi. Đại sư à, đại sư, đại sư, đại sư à, van xin thầy hãy cứu người nhà của tôi đi. Cô gái vừa rồi nhất định sẽ giết hại cả nhà của tôi đó. Tôi van xin cái gì? Nhà Quỳnh ở đâu? Trong nhà còn ai nữa? Đi thôi, nếu không sẽ không kịp cứu họ đâu. Ta lại mắc bẫy của Lý Chí Tâm Tạng rồi. Thì sao hắn dùng danh nghĩa hoàng thượng tuần hành để dụ chúng ta nội gì? Người đàn bà vừa rồi chạy đi đâu vậy? Đừng có theo. Không cần Diễm Diễm là không thể dụ Đạt Ma tới đây. Sư phụ muốn tìm hiểu rõ thân phận mọi người này. Đại sư Huynh, Huynh có biết thật ra họ là người của phương nào không? Huynh không rõ, tìm được Diễm Diễm rồi hỏi rõ. Đúng rồi, tại sao không thấy Diễm Diễm vậy? Cô nói là cô sẽ quay về ngay, cho nên tôi không có hỏi cô. Chứ thiền cô nương à, chờ sau khi hoàng thượng đi qua rồi, liệu cô có còn ở lại đây chờ đại sư hay không vậy? Phải rồi, có sư hứa sẽ giúp tôi tìm đại sư, cho dù thầy ấy không tìm được thì tôi cũng sẽ đi tìm. Tiểu thiền cô nương à, cô thấy đó, quốc sư đối xử với cô rất tốt. Nếu như cô muốn học Phật á, quốc sư là kẻ xuất gia có đạo hạnh cao nhất xung quanh vùng này, tại sao không thấy thầy ấy học? Đạt Ma đại sư có hay đến đâu, nhưng kể cả chỗ tu hành cũng không có, làm sao mà tu hành được chứ? Đệ tử nói gì cũng đúng, nhưng mà tôi theo đại sư đã lâu rồi, chờ sau khi gặp đại sư rồi hẳn tính. Diễm, Đinh Ngưu đã phản bội quốc sư, ta phải giết chết bà ta. Không đâu, chồng tôi sẽ không phản bội quốc sư đâu. Thả tôi ấy ra đi. Đinh Ngưu không nghe lời tôi, đã làm hỏng kế hoạch của quốc sư, bây giờ ta phải giết chết bà ta. Tiểu Thiền, cô mau rời khỏi đây ngay, nếu không tôi giết luôn cả cô đó. Diễm à, đừng làm hại người khác. Im miệng đi. Tôi hận cô. Cô có biết tôi hận cô hay không? Tại vì tôi là một nô lệ, chỉ mong quốc sư thương yêu tôi. Nhưng mà sao cái con đàn bà này đến? Diễm à, cô hiểu lầm rồi. Cô thương yêu quốc sư chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Cô có biết hay không, thầy ấy chỉ là người quan tâm tôi thôi, đồng thời cũng có thể quan tâm cô. Nè, cô đừng nói nữa. Cô không hiểu, kể cả lòng dạ của người đàn bà cô cũng không hiểu nữa. Cô tưởng mày biết tất cả mọi chuyện, cô chẳng biết gì cả. Tại vì cô vốn không phải là một nô lệ.
thì sắp chết rồi. Tôi phải giết cái đàn bà này để cho Đinh Ngưu phải ân hận suốt đời. Dĩ Nhiên, Dĩ Nhiên, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, lên, đừng bao giờ để tôi chạy lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi đi, đừng bao giờ buồn ngốc. Cái gì cô đã gì? Tại vì tôi quá ngu ngốc, đã mơ suốt cả một đời, đến lúc phải tỉnh dậy thôi. Cô Đinh, cô Đinh. Tại sao cô lại làm chuyện khờ dại như vậy chứ? Ủa, tí. Tiểu thị cô nương, tiểu tứ, cô đưa cậu vào trị thương đi. Dạ. Đại ca, cha đâu rồi? Cha bị cổ hại chết rồi. Ủa? A-di-đà Phật, có lẽ đây là ý trời. Hy vọng các vị thí chủ không nên quá đau buồn. Đại tổ. Đại sư, tôi sợ cô Diễm Diễm này lắm. Cô giết người không gớm tay. Thí chủ cứ yên tâm, ma tánh của cổ tại vì bị kích thích cho nên mới phát sinh, sau này không còn nữa đâu. Bần tăng thấy cổ có duyên với Phật, nếu có thể thành khẩn lễ Phật, sau này sẽ là một đệ tử tốt. Đại sư, bà là ai? Đến đây để làm gì? Đại ca, tôi định đến Lạc Dương có công việc, nhưng tôi đi ngang qua đây thấy mệt mỏi, cho nên mới mượn chỗ của đại ca để nghỉ ngơi một lát. Chẳng hay có làm phiền huynh không? Tôi thì không sao, nhưng không biết đại sư. Đại sư à, đối với người đi xa, nếu có thể giúp được người ta là chuyện quý nhất. Thí chủ tự quyết định đi. Dạ được. Cô Hoa, vị phu nhân này muốn mượn nhà mình để nghỉ ngơi một lát, mời hãy dẫn bà ta vào phòng đi. Đại ca, đại ca, bà ta là ai vậy? Tiểu Mùi Mùi, tôi là người qua đường, tại vì quá mệt mỏi cho nên muốn mượn nhà cô để nghỉ ngơi một lát. Còn vị đại ca này, số mạng của tôi rất khổ, chồng tôi đã qua đời, muốn đến Lạc Dương để tìm thân nhân. Sau này xin đừng gọi tôi bằng phu nhân nữa, tôi không xứng đáng đâu. Thôi được, vậy sau này chúng tôi gọi bà bằng đại tẩu. Cô Hoa, hãy dẫn vị đại tẩu này ra phía sau nghỉ ngơi đi. Được, đại tẩu, mời bà đi theo tôi. Cảm ơn. Đại sư. Đại sư à, bà ta là ai vậy? Bà ta là người qua đường, muốn mượn chỗ này đi nghỉ một đêm. Tiểu thị cô nương, Diễm Diễm cô nương thế nào rồi? Tiểu Bửu nói hiện nay không thể cầm máu cho cổ được, cổ vẫn hôn mê bất tỉnh. Cậu ta đã kê toa nè, đại sư có cần xem lại không? E rằng ở đây không mua được những thứ thuốc này. Thí chủ, gần đây có thị trấn không? Có chứ, cách đây không xa thì có thị trấn nhỏ. Đại sư à, sẵn dịp tôi đi lo hậu sự cho cha tôi, hay là cứ giao cho tôi đi. Làm phiền cậu. Thí chủ, Linh Tôn tu phước tích đức, lòng dạ nhân hậu, từ thiên sẽ thương hại ông ta và sẽ giáng phước cho ông ta. Bần tăng sẽ là pháp sự cho ông ta được siêu độ. Cảm ơn đại sư, tôi đi đây. Đại sư, tôi có chuyện phải nói với thầy. Có chuyện gì? Cô nói đi. Tôi nghĩ chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi. Được. Đại sư, hay là chúng ta đứng đây nói chuyện nha. Tiểu thiền, có phải trong lòng cô có chuyện gì không? Đúng, nhưng tôi cũng biết có nên nói hay không. Tiểu thiền cô nương, cho tôi thấy khoảng thời gian qua tôi và cô không gặp đã lâu, cô nhất định đã gặp chuyện gì đó. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần phải ngần ngại. Khoảng thời gian qua tôi và Lưu Chi Tâm Tạng đã nói với nhau rất nhiều, Lưu đại sư có cảm thấy không vui không? Làm gì có. Thầy ấy cảm thấy thầy không cần phải xuất gia làm tăng, thầy có thể đến khắp nơi hoằng dương Phật pháp thì có thể trở thành một vị đại đức cư sĩ rồi. Nếu như thầy một lòng chỉ hạn chế tu hành theo cá nhân, có lẽ sẽ bất lợi cho đại sư. Công phu tu hành hiện nay của bần tăng vẫn chưa đủ để hoàn pháp, không qua thử thách thì làm sao biết nỗi vui buồn trong đó? Nếu không tự học thì làm sao hoàn pháp với người đời? Tiểu thiệp, năm xưa lúc ân sư của bần tăng Ban Nhiệt Đại La mình phái tôi tới Đông Thổ để hoàn pháp, từng dặn dò tôi rất kỹ, kêu tôi tu chuyện nhẫn làm đầu, tu hành là trên hết,
sớm muộn cũng có thể thiết đạn truyền pháp hộ độ chúng sinh. Vì đại sư, tại sao lúc xưa thầy không ở lại phương Nam? Giả lại Lương Võ Đế rất có tín nhiệm thầy kia mà. Tuy Lương Võ Đế là đệ tử Phật môn rất tốt, nhưng mà người theo Phật chứ không hiểu Phật lý. Người cố chấp với biểu tượng của tiểu thừa, nhưng ý nghĩa của Phật giáo là đại thừa. Tôi phải cho thầy ý hiểu rằng tuy gian nan trùng trùng, nhưng mà tương lai của Thiền Tông chính là phải từ đây truyền khắp thiên hạ. Giả lại mãi không suy giảm. Đại sư à, thầy dám tự tin vậy sao? Cô xem, phim được dịch Thiếu Lâm Tự ở trên bầu núi đó chính là chỗ mà Bần Tăng đã chọn làm nơi tọa quan. Bần Tăng phải ngộ thông Phật lý, sau đó hoằng pháp thiên hạ. Vậy đại sư cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Bần Tăng không biết rõ, có lẽ là vài ba năm, cũng có lẽ phải lâu hơn. A Di Đà Phật. Cô Lê, bà đến đây hồi nào rồi? Tôi mới vừa đến đây thôi. Tế nữ bái kiến đại sư. Không cần khách sáo. Lượng thí chủ, lúc nào bà mới rời khỏi đây để tới Lạc Dương vậy? Vừa rồi tôi có nói chuyện với hoa cô nương, mới biết tại vì hoàng thượng đến dịch núi Thiếu Thất, trên đường đi gặp thích khách, cho nên ngự giá mới hồi kinh. Hiện nay trên đường đi toàn là vệ sĩ hoàng gia tuần tra, cổ khuyên tôi ngày mai hãy đi. Tôi là một người đàn bà lẻ loi, cũng không dám mạo hiểm, cho nên đành phải làm phiền. Đúng vậy, phu nhân đi lại một mình, mọi chuyện nên cẩn thận. Bà có thể cho tôi biết thật ra bà từ đâu đến không? Từ Mùi Mùi, tôi sẽ đến Lạc Dương để nhờ vả bạn thân của chồng tôi. Người vốn là dịch thừa chốn Quan Đạo, cho nên khi đến đó mới biết dịch trạm đã giao trả lại cho Lạc Dương phủ cai quản. Vì vậy tôi không thể mạo nhận là thân quyến nữa, cho nên tôi đành phải đến Lạc Dương một mình. A Di Đà Phật. Đường thí chủ, số bạn của bà sẽ có quý nhân giúp đỡ, Bần Tăng chúc bà sau này sẽ bình an yên vui. Đệ sư, Đinh thí chủ có mua đủ thuốc không? Thuốc đã mua đủ rồi. Bây giờ tôi về nhà kêu người nấu nha. Để tôi đi nấu. Mở ra coi thử coi. Chị Tiểu Tiện, chị làm giúp tôi ra ngoài kia lấy củi mang vào đây có được hay không? Được chứ. Tiểu Bửu, tí, thuốc đã sắp xong rồi, có phải cho Diễm Diễm uống không? Sau khi uống xong sẽ ngủ một giấc, đừng có đánh thức cổ nha. Đại sư đâu rồi? Thầy ấy đang trò chuyện với người đàn bà ở ngoài giường đó. Được, vậy tôi đi tìm đại sư nha. Tiểu Bửu à. Tiểu Tiện tỷ à, giao cho tôi đi. Được. Đến giờ phải lo cơm nước rồi. Tiểu Thiền cô nương, cô nghĩ hôm nay nên nấu món gì đây? Tôi không biết đại sư thích ăn những món chay như thế nào nữa. Không sao đâu, đại sư ăn món gì cũng được mà. Vậy chúng ta đi đi, giao cho cô qua đút cho cô uống thì được rồi. Khoan đã. Tôi đã bỏ thuốc vào trong chén thuốc chứ gì. Tiểu Thiền tỷ tỷ à, tôi không phải là cố ý đâu. Tôi bỏ thuốc độc vào trong đó. Tôi có bằng mặt với đại tẩu của tôi, cô đã giết cha của tôi phải trả thù cho cha của tôi. Tiểu Thiền cô nương à, gia đình chúng tôi đối xử với cổ tốt như vậy, nhưng cổ lại hại cha chúng tôi người này không thể tha thứ được mà. Hai cô, tại sao hai cô lại... Tại sao hai người lại làm như vậy? Ngu ngốc quá à, ông không nhìn thấy sao? Chúng tôi trả thù cho cha mà. Đại ca, chính mội đã bỏ thuốc độc vào trong chén thuốc mà. Mội muốn trả thù cho cha. Cha. A-di-đà-phật. Quan quan tương báo, tới chừng nào mới dứt đây? Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Infim TV. Sư phụ, con xin quốc sư đi. Con xin đi. Sư phụ. Qua xin quốc sư, nhanh lên. Aman. Nghĩa phụ à, họ đáng chết hay sao? Họ chỉ tính toán sai lầm thôi mà không ai có thể ngờ được.
tự nhiên Đạt Ma lại ngang nhiên không xuất hiện. Ngược lại, một bọn địch không biết từ đâu đến lại xông ra. Hơn nữa, người Quy Tư đã rời khỏi biên giới rồi mà. Và họ cũng không phải sử dụng võ công của nước Quy Tư. Không phải võ công của nước Quy Tư à? À mà, tại sao cô lại biết họ không phải sử dụng võ công nước Quy Tư? Nếu nghĩa phụ không tin thì hỏi sư huynh xem. Võ công của họ rất là quái dị. Nghĩa phụ à, lúc xưa chúng ta từng giao đấu với võ sĩ nước Quy Tư, và cách đây không lâu chúng ta đã từng đấu với họ mấy trận rồi, có đúng vậy không? Vậy ta muốn biết thật ra bọn người đó là ai. Nếu như kể cả bọn địch là ai cũng không biết rõ, vậy ta hỏi con, chúng ta lấy gì mà đánh với họ? Và ta nên bẩm báo với hoàng thượng như thế nào đây? Lần này chúng ta sử dụng đòn trượng nghi của hoàng thượng, vốn chẳng có bao nhiêu người biết được chuyện này, tại sao lại tiết lộ bí mật? Và còn con tiện tỳ Diễm Diễm kia, kể cả mấy tên nhà quê cũng đối phó không nổi, con chúng ta làm sao không dẫn cho được? Sư phụ, để tới vô dụng, xin sư phụ hãy phạt con. Con tưởng nói như vậy thì ta sẽ không phạt con à? Chờ sau khi ta giải quyết xong sự việc của Đạt Ma, điều tra rõ ràng về sự việc mấy tên giả dạng người nước Quy Tư, ta sẽ tính nợ với con. Sư phụ, đệ tử chấp nhận lấy công chu tội, sư phụ tha tội cho. Khải Tông Quốc Sư, thời gian đã tới. Quốc Sư, xin thầy hãy tha thứ cho đội võ sĩ của tôi đi. Ta đối xử với các người thật là quá dễ dàng. Nếu như không giết vài tên vô dụng, sau này ta lấy gì để phục chúng đây? Hành hình. Quốc sư. Khoan hành hình đã. Quốc sư hạ giận, quốc sư hạ giận. Lão nạp đến quá đột nhiên, cầu xin quốc sư tha lỗi. Sao phương trưởng không ở trong cung hầu hạ hoàng thượng mà chạy đến đây làm gì? Lão nạp nghe nói quốc sư định giết người tại đây, cho nên tới đây xin tha cho họ. Dù sao đây cũng là đất Phật, quốc sư là cho xử lý phạm nhân, xem ra thì phương trưởng, ở đây có phải do bổn tòa trưởng quản toàn bộ sự vụ không? Kể cả một phương trưởng như thầy cũng nằm trong sự điều động của bổn tòa. Và ở chốn hộ viện này là nơi làm việc của ta tại kinh thành, vốn chẳng thuộc Vĩnh Ninh tự. Có phải thầy đã quá bận tâm rồi không? Lão nạp không dám xen vào chuyện của quốc sư, tại vì ngay trong thời kỳ giảng thọ của hoàng thượng, trong tử đến nay vẫn còn pháp đàn để cầu phước cho hoàng thượng. Mong quốc sư mình dám. Về chuyện này ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng không có đệ tử. Hôm nay là ngày hoàng thượng giảng tuế các tường, vì tránh quyết quan xung đột hoàng thượng giảng tuế các tường, tội chết có thể thờ. Con kêu bọn họ đến cung ngoại, mỗi người quỳ lại 100 cái, xem như chúc mừng hoàng thượng giảng thọ. Tạ sư phụ. Tạ quốc sư. Đa tạ phương trưởng nhắc nhở bổn tọa. Hôm nay bổn tọa mới tránh khỏi được sai lầm lớn. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Yphim TV. Con và sư huynh con đi điều tra xem thật ra ai đã cướp ngựa liễn. Dạ, con sẽ đi ngay. Phương trưởng, thầy không hiểu rõ tâm trạng hiện nay của tôi. Hiện nay lồng thể của hoàng thượng đang khiếm an, cộng thêm sự quấy nhiễu của ngoại bang dị tộc, và còn Đạt Ma làm loạn Phật pháp của tôi. Bây giờ tôi nhất định phải dùng nghiêm hình. Dạ, lão nạp hiểu rõ. Lão nạp không hiểu tại sao không để thầy ấy đến Thiếu Lâm tự cho thọ nguyện, như vậy vẫn hơn để thầy ấy đi đây đi đó. Cũng được, cứ làm theo ý của thầy đi. Nhưng mà từ quan phương trưởng, thầy cũng là người trong Phật môn. Phật pháp mà thầy học khác hẳn với Đạt Ma, cho nên thầy cần phải cẩn thận. Quốc sư cứ yên tâm, tôi sẽ không đi gặp Đạt Ma đâu, và không bàn Phật pháp gì với thầy ấy cả. Lần này lão Đạt tới đây chỉ xin thầy đừng giết người tại đây, chính là vì không muốn để cho sau này giữ dạo đó mà phá hoại tiếng tâm của thầy. Tham kiến tiểu hòa chúa.
Mỹ Lệ. Dạ công tử. Đáp lại với công chúa. Bắt đầu từ bây giờ, các người hãy trở về chỗ ẩn núp của mình, không được để lộ quan hệ với phái Tuyết Sơn. Nếu như không có mệnh lệnh gì, cho dù tính mạng đang gặp nguy hiểm, cũng không được tiết lộ thân phận của mình. Dạ. Tạ kiến công chúa. Tất cả đứng dậy đi. Tạ công chúa. Anh gì? Chuyện xảy ra tại đây phiền phức hơn những gì ta đã suy đoán. Ban ngày ta còn nhìn thấy các người đánh nhau máu me đầy người. Mẹ, tại sao mẹ làm chuyện gì đều không cho con biết trước vậy? Làm như vậy con thật khó xử. Hôm nay con triệu tập mọi người làm về chuyện gì vậy? Hôm nay Lưu Chi Tâm Tạng đã đặt ra nghi vấn khá lớn. Hắn thà để cho Đạt Ma đến Thiếu Lâm tự hoằng pháp, rồi phái người theo dõi Đạt Ma. Hắn làm như vậy là vì muốn điều tra bọn người hành thích ngày hôm qua. Đây là âm mưu của hắn, lợi dụng người giá giả để lừa Đạt Ma và chúng ta cùng xuất hiện, để hắn có thể điều tra rõ. Bây giờ ta biết rồi, nhưng hắn chẳng được gì đâu. Chẳng những Đạt Ma không có mắc bẫy, kể cả tẩy của chúng ta thì chính con cũng bị bọn người đó gạt đó. Mẹ à, mẹ cảm thấy đắc ý lắm phải không? Hôm nay vì chuyện này con và nghĩa phụ đều thấy bực bội lắm. Giả lại nếu người đó vì chuyện này suýt chút nữa đã hy sinh tính mạng, thực ra mẹ muốn làm gì đây? À mà, tại vì chuyện này đến quá đột ngột cho nên không kịp thông báo với con. Lát nữa ta sẽ nói với con sau. Mai qua có, ngày mai ta sẽ cho cô biết sau này chúng ta nên làm như thế nào. Các người phải tự trở về chỗ của mình đi. Dạ. Anh Mai, con cảm thấy con người của Đạt Ma thế nào? Mẹ, tại sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này? Nói đến Đạt Ma, con đã từng tiếp xúc với thầy ấy một khoảng thời gian. Đối với đạo lý của thầy ấy, con cũng không hiểu bao nhiêu. Nhưng mà con cứ cảm thấy thầy ấy có những chỗ làm cho người ta có thể tin tưởng, khác hẳn như gì quốc sư đã nói. Nhưng tại sao mẹ lại nhắc đến thầy ấy? Không lẽ thầy ấy có liên quan đến kế hoạch phục quốc của chúng ta? Tên hòa thượng Đạt Ma hoàn toàn khác. Nếu như thầy ấy được sự sủng tính của hoàng thượng Bắc Ngụy, vậy chúng ta muốn ở đây mượn binh để phục quốc thì không thể nào. Điều đáng mừng là Lưu Chi Tam Tạng không muốn thầy ấy ở lại Bắc Ngụy. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Mẹ, con chưa hiểu ý của mẹ. Con hai đầu kia, con mà không hiểu sao? Con đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt ta nữa. Ta cho con biết, nếu như Đạt Ma chịu cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, vậy Lưu Chi Tam Tạng vốn chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Ta nhất định phải lôi cuốn thầy ấy. Phim được dịch và con phải lén ra tay giúp thầy ấy. Con nghĩ xem, nếu như ta và Đạt Ma có thể nắm lấy nước Ngụy trong tay, như vậy ngôi vua nho nhỏ của nước Quy Tư ta sẽ dễ dàng nắm chắc trong tay rồi. Cách nghĩ của mẹ rất hay, nhưng mà chưa chắc cách nghĩ của Đạt Ma đã giống như mẹ vậy. Thầy ấy một lòng một dạ chỉ mong có thể hoằng dương Phật pháp. Thầy ấy không phải là người có giả tâm lớn. Đây không phải là giả tâm, mà là thầy ấy cần phải làm như vậy. Nếu như thầy ấy không làm như vậy thì không còn hy vọng ở lại Bắc Ngụy nữa. Như vậy thầy ấy sẽ không đạt được mục đích hoằng pháp. À mà, đây chính là chuyện con người không thể thay đổi được. Và hiện nay chúng ta đành phải làm theo tổ tông chúng ta đã sắp xếp sẵn con đường lý tưởng để chúng ta đi. Mẹ nói vậy có đúng không? Đúng. Con chỉ lo lắng nếu Lưu Chi Tâm Tạng một lời giao phó tìm ra kẻ hôm qua hành thích người giá. Con lo là... Về chuyện này con không cần phải lo lắng. Cách đây không xa, trên Hắc Sơn vốn có một bọn thổ phỉ. Con có thể cùng Hiến Không đi tiêu diệt họ. Bọn họ làm đủ mọi chuyện ác, giết họ không trái luật trời. Bọn họ chính là người đợi bắt hoàng thượng. Ta nghĩ Lưu Chi Tam Tạng cũng không có thời gian để truy cứu chuyện này đâu. Tại sao vậy chứ? Tạm thời quốc sư đang bận về việc pháp hội vạn thọ của hoàng thượng kia mà. Sau khi pháp hội kết thúc, hắn sẽ có thời gian để đi điều tra việc này. A Đầu à, đến lúc đó hãy tính sao. Mẹ à, mẹ nhớ phải cẩn thận đó. Tuy Đạt Ma là người tốt, nhưng mà thầy ấy một lòng lo việc hoằng pháp. Nếu như mẹ quá nôn nóng, e rằng sẽ hỏng việc. A Man, con biết quan tâm cho mẹ rồi à.
Về chuyện này lại không thể làm khác hơn được. Con đừng quên hết trách nhiệm nặng nề của chúng ta đó. Mẹ đi đi. Tôi biết giao phó sao với nghĩa phụ đây. Không cần biết như thế nào, người đối với tôi cũng có ơn nuôi dưỡng. Nhưng còn mẹ tôi, tôi nên làm như thế nào mới không hại đến người? Sư muội. Sư huynh, tìm muội có chuyện à? Sư phụ đã dặn dò chúng ta, kêu chúng ta tạm gác chữa ở đây qua đi. Kêu chúng ta hãy điều tra cho rõ bọn người đột kích người giá. Sáng mai chúng ta đến Hắc Sơn để giết sạch bọn thổ phỉ đã đột kích người giá. Sư muội à, muội điều tra được rồi à? Ừ. Sư huynh, tại sao huynh biết muội ở đây vậy? Huynh tìm muội suốt cả đêm rồi. Huynh lo cho muội ở đây một mình, muội sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên thôi được, muội đã biết rồi. Mình đi thôi. Đà Phật, được thí chủ thành tâm lễ Phật. Thiện tai, thiện tai. Đa tạ đại sư. Từ nhỏ ở nhà tôi đã cung phụng Quan Âm Bồ Tát, cho nên trong lòng có Phật. Sau này mong được đại sư chỉ giáo nhiều hơn. Tôi sẵn lòng nghe đại sư chỉ dạy. Chỉ cần bà thành tâm lễ Phật, Bần Tăng sẽ cùng được thí chủ nghiên cứu đạo pháp. Cho sau khi Bần Tăng tới Thiếu Lâm tự, thí chủ có thể vào trong tự nghe kinh niệm Phật. Đại sư, tôi xin được theo thầy làm đệ tử Phật môn. Sau này xin thầy đừng gọi tôi là thí chủ nữa. Tôi đã từng nói với đại sư là cứ gọi tôi là ẩn nương. À, nói cho đúng hơn, tôi còn phải xin đại sư tha thứ. Bạn có chuyện gì mà cần tôi tha thứ? Xin được sự thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Đại sư, vận mệnh của tôi rất nghiệt ngã, cả đời đều không có nơi nương tựa. Hôm qua tôi đã nói dối thầy, tại vì tôi sợ chủ nhà này không cho tôi trốn dung thân. Cho nên tôi xin đại sư hãy tha tôi về tội nói dối. Bần Tăng nhìn thấy ánh mắt tránh né khi bà nói chuyện, thì tôi biết rõ trong lòng bà có chuyện gì đó bất an. Và nhìn thấy bà chẳng có ác ý gì, cho nên không ngăn cản bà trò lại thôi. Nếu như bà muốn ở lại đây, Bần Tăng có thể thương lượng với Đinh thí chủ. Nhưng mà sau khi trời sáng, Bần Tăng phải rời khỏi đây rồi. Đại sư đi rồi thì vận mạng của tôi lại càng khổ hơn. Tại sao vậy? Đại sư, thì tôi xuất thân từ gia đình giàu sang, nhưng bây giờ đã nhà tan cửa nát, chỉ còn lại một mình lẻ loi trên đời này thôi. Tôi đã từng bị bổn triều hoàng thúc ép buộc làm nô tỳ. Cũng vì vậy, sau đó bằng cách nào mà tiến khỏi đó được? Đại sư, được thí chủ đừng khóc, biết bao khổ nạn đều liên quan tới nhân duyên. Trời ơi, tại sao đại sư lại đa tình như vậy? Còn tu hành làm gì nữa? Nhưng trước mặt tôi, hãy tỏ ra bộ mặt thành thử hướng Phật. Tôi vốn là sủng phi của đương kim hoàng thúc. Hoàng thúc chết đi, có người buộc tôi phải tổn tán chọn đạo. Tôi không chấp nhận, tại vì tôi vốn chẳng thương tin hoàng thúc đó. Hắn chỉ xem tôi như một trò giải trí. Đàn bà cũng là người vậy, tại sao mạng của tôi lại khổ như vậy chứ? Cho nên tôi đã trốn đi. Đại sư, xin thầy hãy cứu tôi. Bây giờ xung quanh tôi đều là đối địch cả.
phim được dịch Quyết Minh và Lồng Tiếng tại Yphim TV. Thiên cô nương, Thiên cô nương, Diêm Diễm, Diêm Diễm, sao cô lại chưa ngủ? Khuya rồi sao cô không ngủ? Tôi thấy hình như cô có tâm sự phải không? Không có đâu. Diễm Diễm à, tại sao cô lại giết chết Đinh lão đầu vậy? Chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Xưa nay họ đều căm ghét chúng tôi, cho nên tôi sợ ông ta sẽ... Tiểu thiền cô nương, tôi thật lòng cảm kích Đạt Ma đại sư, nhưng mà chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Cô có thể đưa tôi về chỗ của quốc sư không? Cô muốn đi về ạ. Diễm Diễm à, Diễm Diễm. Thiền cô nương à, cô nhất định phải giúp tôi lần này. Nếu như cô có thể đưa tôi về đó, có lẽ tôi sẽ tránh được sự trách phạt của quốc sư. Tại sao tôi đưa cô về đó thì tránh được sự trừng phạt của quốc sư? Cô nghĩ xem, quốc sư đối xử với cô tốt hơn bất cứ người nào. Chỉ cần cô bình an vô sự thì tội của tôi không đến nỗi nặng lắm đâu. Chỉ tại tôi nhiều chuyện, đúng ra tôi không nên xem vào kế hoạch tìm thích khách của quốc sư. Quốc sư kêu tôi theo cô đến đây để tìm Đạt Ma. Bây giờ tìm được Đạt Ma rồi, cô hãy nghĩ xem, thầy ấy nhất định phải đến Thiếu Lâm Tự sao? Có lẽ thầy ấy sẽ ở lại đây. Nếu như cô tốt bụng đưa tôi về đó thì tôi chẳng có tội gì đáng trách phạt cả. Thiền cô nương, tôi van xin cô, nếu như cô chịu giúp tôi lần này thì sau này tôi sẽ một lòng một dạ hầu hạ cô. Tôi van xin cô mà. Tôi... Mình rời khỏi đây cũng hay. Có cơ hội để suy nghĩ cho kỹ. Quốc sư nói Đạt Ma chỉ dứt bỏ tục duyên, có lẽ cũng đúng. Thiền cô nương, Thiền cô nương, tôi van xin cô, Thiền cô nương. Thôi được, được.